Khi bạn đi công viên với bà quá 180 phút một ngày thì mấy bài nhún nhảy này chỉ là chuyện nhỏ. Một đoạn clip cực kỳ dễ thương về ông cụ non đang nhiệt tình quẩy phiêu theo đoạn nhạc được chia sẻ khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, tăng tăng tăng. Cậu bé vừa thuộc bài vừa quẩy cực dẻo từng chuẩn điệu bộ của các bà các cô khi giày đầm trong những buổi tập thể dục khiến ai cũng phải phì cười. Đúng là nghệ từ bé nó thế. Không biết sau đoạn clip viral này có khi nào sắp tới nơi góc công viên lại có thêm một nhóm dancer nhí không nhở? Rất nhiều người đã để lại những bình luận như sau. Dẻo quá dẻo, cứng quá con trai ơi. Thuộc bài giữ ta, hẳn phải đi nhiều lắm rồi mới đạt được trình độ như này nhở. Cô con gái tới công chuyện với tôi, chiều bắt ra quẩy thể dục với mẹ mới được. Các bạn nghĩ sao về cu cậu dễ thương này? Cùng để lại bình luận xuống bên dưới phần comment nhé. Và nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.